Trong thế giới của môn thể thao túc cầu, công bằng luôn dành cho tất cả mọi người. Có những thành công đến sớm, nhưng cũng có không ít những bông hoa nở muộn. Vũ Xuân Cường là một trường hợp như thế. 17 năm trên ghế nhà trường, không ăn tập từ nhỏ. Năm 2009, khi bắt đầu học lớp 12, giữa việc tiếp tục theo đuổi việc học, thì Xuân Cường lại lựa chọn bắt đầu với bóng đá chuyên nghiệp. Cầu thủ sinh năm 1992 khi ấy xác định bóng đá là niềm đam mê của mình và quyết định bỏ tất cả cùng người cha khăn gói quả mướp từ Tĩnh Gia xuống thành phố để xin tập nhờ cùng đội U19 Thanh Hóa. Cùng lứa đi tuyển thì chắc là mình không biết để mình đi. Thì khi đó học hành cũng không vào, nên là mình nói chung mình đam mê từ nhỏ rồi. Thì khi đó thì bố mới bảo mình đi ra đây thử xem như thế nào, thì quyết định đi thôi. Vào thì cũng chả nói năng gì, cũng đi vào rồi. Thì lúc bước chân vào cũng hơi run. Thanh Hóa lúc đó có rất nhiều cầu thủ hay, bản tính lại vốn nhút nhát khiến thời gian đầu cậu bé 18 tuổi bị choáng ngợp. Nhưng với sự nỗ lực khác thường và sự động viên của gia đình, Xuân Cường đã nhanh chóng có cơ hội ở lại với đội bóng quê hương, ăn tập cùng với những đồng đội thời điểm đó như Thế Dương, Quốc Phương hay Hoàng Dương. 20 tuổi, được huấn luyện viên Triệu Quang Hà đôn lên đội 1 ở V-League 2012. Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng với Xuân Cường khi vị trí quen thuộc của anh lại là trên khán đài. Vấn đề về tâm lý trở thành rào cản lớn nhất khiến Xuân Cường không thể bứt phá trong suốt giai đoạn 5 năm. Bắt đầu lên đội 1 thì lần đầu tiên được chơi V-League thì cảm thấy rất là run. Mỗi lần ra sân thì cảm thấy rất là áp lực. Thì ở đây là mình không được tập luyện, cũng không được thi đấu. Nhiều lúc cũng không được tập, nên là mình quyết định đi. Quãng thời gian ở Đồng Tháp thì mình được thi đấu nhiều hơn. Thì khi mà thi đấu nhiều hơn thì tự tin mình lên cao hơn. Trong tâm lý mình không ổn định hơn thì mình thi đấu được. Trở về quê hương, Xuân Cường gặp huấn luyện viên Petrovic. Sớm nhận ra tài năng của hậu vệ sinh năm 1992, ông sẵn sàng điền tên anh trong đội hình xuất phát của Thanh Hóa, giải tỏa vấn đề tâm lý cho cầu thủ này. Tôi gặp Xuân Cường vào năm 2017, khi đó cậu ấy đang còn trẻ. Tôi nhìn thấy tài năng và sự phát triển của cậu ấy và tôi đã tạo điều kiện cho cậu ấy thi đấu. Bây giờ Xuân Cường là cầu thủ trưởng thành hoàn toàn. Trong quá trình thi đấu, tôi cho cậu ấy ra sân thường xuyên để phát huy hết khả năng của mình. Tôi rất tin tưởng vào Xuân Cường. Trong sự nghiệp của Xuân Cường, nếu huấn luyện viên Petrovic có công phát hiện, thì huấn luyện viên thành công lại là người mang đến cho anh phong độ đỉnh cao. Nó bị một cái số yếu tố về mặt tâm lý cản trở cậu ấy, và cái nhiệm vụ của tôi thì phải làm cho cậu ấy tin tưởng chính bản thân cậu ấy đầu tiên. Quan điểm của tôi là muốn người khác tin thì từ bản thân mình phải tin mình trước. Sau khi huấn luyện viên Petrovic đi thì sự nghiệp của mình chắc là cũng rất là khó khăn. Thì khi đó thì có những trận thì ra sân thi đấu rất là tốt, rồi cũng có những sai lầm thì không được ổn định. Nên là khi anh Công về thì anh cũng tạo điều kiện cho mình thi đấu. Niềm tin của những người thuyền trưởng đã giúp Xuân Cường lấy lại sự tự tin trên đôi chân của mình. Nền tảng thể lực, tốc độ tuyệt vời cùng với cái chân trái khéo léo giúp anh tạo nên một làn gió mới bên hành lang trái của Thanh Hóa. Hai lần được triệu tập lên danh sách đội tuyển Việt Nam dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo là món quà xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ này. Khi được gọi lên đội tuyển quốc gia thì với bất kỳ cầu thủ nào cũng là một niềm vinh dự. Với mình thì cũng là vinh dự và rất là vui khi được triệu tập lên. So với cái mặt các cùng lứa của Xuân Cường thì Xuân Cường vào đội bóng hơi muộn so với các bạn cũng như cùng lứa như Quốc Phương, Minh Tùng, nhưng mà khi mà bù lại thì Xuân Cường là một cầu thủ có tố chất và tài năng thật sự. Em ấy vào và thích nghi được ngay, và qua các huấn luyện viên thì em ấy cũng là để lại dấu ấn và khẳng định bây giờ là có vị trí rất là tốt. Anh Cường cũng là một người hiền lành, và về bên chuyên môn thì anh Cường cũng là một cầu thủ rất là tốt của câu lạc bộ. Như mọi người cũng biết thì thời gian trước đó thì anh Cường cũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Còn ở câu lạc bộ thì anh là một cầu thủ chuyên môn rất là tốt, đảm đương ở bên vị trí hậu vệ bên trái. Ở trong mùa giải năm nay thì mình về thì mình thấy anh Cường đã đá từ đầu đến giờ chưa nghỉ phút nào, thì mọi người cũng có thể đánh giá được. Nhiều người ví von Xuân Cường là kẻ đi ngược mọi quy luật của bóng đá, nhưng đơn giản anh là minh chứng cho câu nói đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Với bản thân tôi, xuất phát điểm lúc nào thì không quan trọng là mình phải nỗ lực và cố gắng từng ngày. Mục tiêu hiện tại của tôi là cùng với câu lạc bộ Thanh Hóa thi đấu tốt ở giai đoạn còn lại V-League. Mong muốn trở lại đội tuyển quốc gia là mong muốn của tất cả cầu thủ.